Uống trà, uống trà bà con, ai cũng biết uống trà hết rồi phải không bà con? Nhưng mà uống trà vừa thôi, không đặc lắm thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Mà riêng nếu ta uống trà vào thì những người làm thế này, nó có bệnh thế này là nó lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình, mà càng ngày sức khỏe càng xấu đi. Đó là những người có vấn đề tim mạch, vui lòng đừng uống trà, huyết áp, thần kinh, gan thận, bụng đói, đang cho con bú, bà bầu, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con, nha bà con, thiếu máu, loãng xương, người lớn tuổi là từ 75 tuổi trở lên, vui lòng đừng uống trà đậm, gọi là trà đặc á, nha bà con, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, vui lòng đừng uống. Là người có vấn đề tim mạch, người bị huyết áp, người bị hệ thần kinh, gan thận, bụng đói, đang cho con bú, bà bầu, người lớn tuổi, loãng xương, thiếu máu, vui lòng đừng uống trà, trà nước đậm đậm bình thường thôi nha bà con. Uống trà nó có lợi cho sức khỏe vì nó tốt cho tiêu hóa, nó làm tốt cho da, cho tóc, chống oxy hóa, giảm mệt mỏi. Nam giới yếu sinh lý, bị bệnh tiểu đường, bị bệnh gút, nam nữ tuổi 20 đến 60, ta nên uống trà pha loãng nha bà con. Pha loãng thật loãng, loãng không nên đậm đặc mà nguy hại ngay đến khi đang uống. Pha loãng uống nhiều ngày, nhiều lần, mỗi khi ta khát nước thì tốt, rất là tốt. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.